Thưa quý vị, vào tối nay, sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút. Những ngày qua, các cấp, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh tham gia tuyên truyền ý nghĩa của chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng, góp phần vào nỗ lực chung, thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Tiết kiệm điện thành thói quen là chủ đề của chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Đây cũng là thông điệp của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Theo đó, công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, với mong muốn kêu gọi người dân, cộng đồng và doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới một tương lai xanh. Để hưởng ứng cái chiến dịch giờ trái đất năm 2023, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì cũng tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ là thực hiện tiết kiệm điện, rồi tắt cắt bớt các thiết bị điện không cần thiết vào cái giờ khung giờ cao điểm của chiến dịch, đó là 20h30 cho đến là 21h30 ngày 25 tháng 3. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì cũng tuyên truyền bằng các hình thức như là treo băng rôn, rồi phát tờ rơi, rồi qua hệ thống đài truyền thanh của xã. Bên cạnh đó thì họ cũng duy trì cái mô hình là tiết kiệm điện nước ở các chi hội, cụ thể là vận động các chị hội viên phụ nữ tiết kiệm 1 kW điện và 1 m³ nước hàng tháng. Không chỉ là câu chuyện tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường qua hành động tắt đèn hưởng ứng sự kiện trong 1 giờ đồng hồ, chiến dịch giờ trái đất còn lan tỏa theo thông điệp đến toàn xã hội về việc thực hành tiết kiệm điện thường xuyên như một thói quen, góp phần tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.